Hòa cùng niềm vui liên tiếp ở hai kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng giành huy chương vàng bóng đá nam ở kỳ đại hội lần thứ 32 trên đất Campuchia, qua đó hoàn tất cú hat-trick giành huy chương vàng liên tiếp. Thế nhưng kể từ khi đặt bút vào bàn thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tân huấn luyện viên Philippe Troussier lại chưa có được chiến thắng nào trong các trận đấu chuẩn bị cho SEA Games 32. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trước trận mở màn với đối thủ U22 Lào. Quý vị đang theo dõi video trước trận đấu giữa hai đội trên kênh YouTube huấn luyện viên Tạ Biên Cương cũng như fanpage huấn luyện viên Tạ Biên Cương. Ngày mai thôi, SEA Games 32 sẽ chính thức được khởi động với các trận đấu của bóng đá nam. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra quân với trận đấu gặp U22 Lào diễn ra lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4. Như đã phân tích, kể từ khi có kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ đối đầu với những đội bóng có trình độ từ thấp đến cao, và tất nhiên mục tiêu bắt buộc là phải chiến thắng sẽ được đặt ra trong trận đấu với U22 Lào. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, các chàng trai của chúng ta có sự chuẩn bị chưa thực sự như ý về mặt kết quả. Tưởng chừng chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Phú Thọ trong trận đấu đầu tiên thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier sẽ là bàn đạp tinh thần cho U22 Việt Nam. Trải qua 3 trận đấu ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup, chúng ta để thua cả 3. Và mới đây là 2 thất bại trước các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu trong các trận giao hữu nội bộ. Nếu nhìn vào mặt kết quả, rõ ràng U22 Việt Nam đang thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục. Mặc dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, ở Doha U23 Cup, ban huấn luyện vẫn chủ yếu sử dụng là lứa cầu thủ 22 tuổi trở xuống và những đối thủ của chúng ta được đánh giá nhỉnh hơn, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, các học trò của huấn luyện viên Troussier cũng đã tốt dần lên theo từng trận. Trong trận đầu tiên gặp U23 Iraq, trước khi mất người vì tấm thẻ đỏ của Vũ Tiến Long, U23 Việt Nam có khoảng nửa hiệp 1 thi triển bóng rất tốt và đáp ứng được phần nào đó ý đồ chiến thuật huấn luyện viên Troussier mong muốn. Chỉ tiếc rằng việc phải đá thiếu người khiến mọi kế hoạch gần như phá sản. Đến trận đấu gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sự đáng khen vẫn dành cho U22 Việt Nam với việc không để lọt lưới bàn nào suốt nửa đầu trận đấu. Và đến cuối cùng khi gặp U23 Kyrgyzstan, chúng ta không để lọt lưới suốt thời gian chính thức và chỉ để thua trên chấm luân lưu đầy nuối tiếc. Chắc chắn SEA Games 32 là một kỳ đại hội khó khăn với đội tuyển U22 Việt Nam và không loại trừ khó khăn sẽ đến ngay ở trận đấu đầu tiên với đội bóng yếu Nhật Bản là U22 Lào. Bởi ít nhất thì đội bóng láng giềng của chúng ta không hề muốn ở giải đấu nào cũng bị coi là đội lót đường, nên đương nhiên họ sẽ phải cố gắng hết mình. Trong khu vực Đông Nam Á, Lào là đối thủ có khá nhiều duyên nợ với đội tuyển U22 Việt Nam, U23 hay đội tuyển quốc gia. Ở kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước U22 Lào. Nổi bật trong số đó là hat-trick của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Rồi ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những chiến binh sao vàng có 3 lần liên tiếp chung bảng với đội tuyển Lào tại AFF Cup, lần lượt vào các năm 2018, 2021 và 2022. Thành tích của đội tuyển Việt Nam là toàn thắng. Đặc biệt trong trận đấu gần nhất ở AFF Cup năm ngoái, chúng ta đã thắng đối thủ này 6 bàn không gỡ. Tất nhiên, so sánh đội tuyển quốc gia với lứa trẻ như U22 là khá khác nhau, bởi trình độ và sự trưởng thành của các cầu thủ sẽ không tương đồng. Nó chỉ thể hiện bằng cái duyên hội ngộ giữa Việt Nam và Lào tại sân cỏ của SEA Games mà thôi. Bước vào kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, đội tuyển U22 Lào đặt sự quyết tâm rất cao. Dù bị đánh giá thấp hơn các đội còn lại ở bảng B, nhưng Lào lại là một trong những đội có sự chuẩn bị chỉn chu và nghiêm túc nhất. Trước thềm SEA Games 32, thầy trò viên Michael Weiss đã có chuyến tập huấn tại Riyadh của Ả Rập Xút. Đây cũng được coi là màn tổng duyệt của U22 Lào trước khi hành quân đến Campuchia cho mục tiêu của mình. Liên đoàn bóng đá nước này và huấn luyện viên Michael Weiss đã triệu tập 25 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32. Trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của 3 cầu thủ thi đấu ở phương Tây. Họ là Theo Clyde ở Mỹ, Roman Angot và Victor Jovins-Nasak của Pháp. Trong số này, Roman Angot là cầu thủ được đánh giá cao nhất. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, anh có trị giá khoảng 25.000 euro. Sự bổ sung những cầu thủ chất lượng sẽ giúp cho U22 Lào có thể tạo nên những bất ngờ. Và trong tương lai, họ sẽ được kỳ vọng đi theo con đường giống như Billy Kekafonpon, người từng nhiều năm thi đấu tại Ligue 1, đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Đặc biệt trong đội hình của U22 Lào còn hai cầu thủ gốc Việt, đó là Nagong Sis và Chanthalangsi, cũng như Damor Thokham Sava. Nagong Sis sinh năm 2001, hậu vệ cánh, dù còn trẻ nhưng đã lên đội tuyển quốc gia Lào từ năm 2021 và dự AFF Cup 2020 diễn ra cùng năm. Năm ngoái, anh cũng đã dự SEA Games 31 ở Việt Nam với 4 trận đấu chính thức. Ở AFF Cup 2022, Nagong Sis cũng có mặt trong trận thua 0-6 trước đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng bảng. Bố của anh chàng này là người Thành phố Hồ Chí Minh. Người còn lại, Damos sinh năm 2004, có ông bà là người Quảng Bình.
Bên cạnh các cầu thủ thành phần ban huấn luyện U22 Lào còn có nhân vật quen thuộc với bóng đá Việt Nam, đó là Wilander Fonseca, cựu trợ lý của huấn luyện Park Hang-seo năm 2019. Nói đến ban huấn luyện, ngay trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Michael Vice cũng đã tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng đội bóng của ông không đến Campuchia để dạo chơi, dù có nằm ở bảng đấu với đương kim vô địch Việt Nam và đương kim Á quân Thái Lan đi chăng nữa. Theo đó, ban huấn luyện của U22 Lào cũng đã phân tích rất kỹ đối thủ mạnh nhất bảng. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, còn có đội tuyển U22 Malaysia. Ông Michael Vice cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ giảm được áp lực khi bị truyền thông xem nhẹ ở giải đấu lần này. Khi lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 32 kết thúc, hẳn nhiều người sẽ nghĩ về vị thế nhỏ bé của U22 Lào. Tôi thừa nhận những đối thủ sắp tới đều là những nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu xét ngược lại, đây cũng là lợi thế của U22 Lào. Chúng tôi không chịu sức ép nào và với một sân chơi trẻ, yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Thậm chí nhờ đó, các cầu thủ còn có thể san lấp khoảng cách về trình độ vào một số thời điểm. Về phần của đội tuyển U22 Việt Nam, thầy trò Nguyễn Thu Siê sẽ có buổi tập thứ hai tại Campuchia. Vẫn như buổi tập đầu tiên, sau những phút hoạt động với cường độ cao, các cầu thủ liên tục nạp nước để đảm bảo thể lực dưới cái nóng đầy gay gắt. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Thu Siê đã tỏ ra rất kỹ càng và tỉ mỉ trong từng chi tiết để các cầu thủ có một thời gian tập trung cao độ nhất. Đích thân chiến lược gia người Pháp đi sắp xếp căn chỉnh từng dụng cụ tập luyện để đảm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó, giới truyền thông thông báo báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong 20 phút đầu tiên. Đây là những yếu tố cho thấy huấn luyện viên Thu Siê đang muốn có sự chuẩn bị kỹ càng nhất trước trận ra quân, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với chúng ta. Đó là hai kỳ SEA Games trước, huấn luyện viên Park Hang-seo có một khoảng thời gian 1 năm để chuẩn bị cho kỳ đại hội đầu tiên và đều được bổ sung các cầu thủ quá tuổi trong đội hình. Vậy nên hành trình giành vàng sẽ dễ thở hơn một ít. Hơn nữa, lứa U22, U23 dưới thời thầy Park cũng tỏ ra thiện chiến hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Thu Siê có được lợi thế hơn so với người tiền nhiệm là đã từng làm việc tại Việt Nam và đa số cầu thủ U22 hiện tại đều từng là học trò của ông. Quãng thời gian ấy chắc chắn giúp ích cho huấn luyện viên người Pháp để hiểu hơn về cách chơi của các cầu thủ Việt Nam và từ đó có thể vận dụng một cách linh hoạt loạt trận của đội tuyển. Ngày ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam trùng với ngày kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước của dân tộc chúng ta. Và còn gì tuyệt vời hơn để ăn mừng Tết độc lập bằng một chiến thắng trước U22 Lào để khởi đầu cho một hành trình được đánh giá là đầy gian nan tại Campuchia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với video trước trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Vui lòng để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Cũng đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ. Và xin chào tạm biệt, cũng như hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.